Mấy anh chị lên trên mạng thấy những hạng người nói chuyện ra lúc nào cũng là tiền, bởi vì họ cần tiền. Em nói chuyện ra lúc nào cũng thiên nhiên động vật, vì em cần thiên nhiên động vật. Đây, em sở hữu một con chó cá nè quý vị, và một con rái cá nè. À, một đàn chó cá luôn à. Đây, em cần thiên nhiên động vật được bảo vệ. Thời này mà lấy chồng lấy vợ sinh con đẻ cái thôi tội nghiệp lắm. Bởi vì sao? Thiên nhiên động vật đâu còn đâu. Đẻ ra mấy em nhỏ tội nghiệp mấy em. Mấy em đâu còn cái được cái hưởng thụ trong cái cảnh đẹp của tự nhiên. Mấy em sinh ra có thể trở thành nô lệ của người ta. Luôn luôn có những người mà canh me để bắt mấy em bán nội tạng hay này kia đó. Dạ. Nuôi dưỡng con cái bây giờ cũng cực lắm, phải trông chừng dạy dỗ, không thôi bạn bè xấu cám dỗ, rồi cho chơi mấy cái thuốc đá đồ nghiện lên, rồi bắt đầu dụ dỗ làm những vào con đường phạm pháp sai trái, nhất là những em gái đẹp á, dạ là bị dụ lắm. Bởi vì làm con trai mà có phước có đức thì đẹp, còn con gái á mà đẹp á là họa đó. Bởi vì cái người nam á mà đẹp á là hoàn thiện luôn, người nam là đứng đầu trong cái chuỗi thức ăn. Người nam thời nay càng xấu xí, bởi vì thế giới đang đến ngày tận diệt, mà người nam mà đẹp thì rất là có tốt. Dạ. Người nam đẹp, người nữ đẹp đều tốt. Người nam đẹp, trời ơi, dạ, người ta xả rác quá luôn. Rồi con chó cá nó đi xuống, nó lụm được cái cục xương gà ở dưới, rồi mấy anh em nó vô kiếm ăn trong đó đó. Dạ, em nuôi chó cá để nó làm mấy cái trò đó đó. Nó kệ nó luôn ha mọi người ha. Tê tê ơi, let's go. Ở đây hồi tụi nó ăn hết rác về nó bệnh. Dạ, nhà cho ăn đầy đủ, nhưng mà cái nhiệm vụ sinh ra là để bảo vệ môi trường á. Đi với tiêu ôn bảo vệ môi trường nên người ta bỏ đồ ăn thừa nó ăn hết luôn. Let's go, let's go mấy anh em ơi. Có đứa thì ăn cứt, có đứa thì ăn rác. Mang thân con chó thì kệ nó thôi. Những bài học kinh nghiệm cuộc sống nha mấy đứa con nha. Đi với Tiêu là có bài học kinh nghiệm cuộc sống hết à.